Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được. Được chưa? Tóc dài. Có gì nữa? Dạ giới tính rõ ràng. Cái này chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu này giờ anh dạ. Giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì nữa? Dạ, không hơi nách à? Không hơi nách à? Không hơi nách à? Không bị hơi nách à? Em kỹ hay sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bida, bóng bàn, cầu lông. Có bida đúng không? Nói hồi lộn với chơi đánh bài nữa mệt. Dạ không mà em không có hút thuốc gì là không đánh bài, không uống rượu luôn. Dạ không uống rượu, chỉ có uống bia. Trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi, để sao nhãn việc học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à, từ từ đi, tập trung làm. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai rồi trong cơ quan làm cũng không ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn. Trời ơi, sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta? Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không, trời ơi dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa em biết. Em có cảm giác rằng em thích con gái. Cũng chưa biết luôn. Trời đất ơi, cái gì cũng không biết hết trơn vậy, ca này khó à. Hoang mang quá. Dễ thương quá vậy thiệt á. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được á nha. Đàn trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ, dạ em trải qua 3 mối tình. Trời ơi, 3 mối rồi. Nhưng mà 2 mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu á. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được. Bên kia tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ giới tính rõ ràng. Cái này chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu nãy giờ anh dạ. Giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì nữa? Không hơi nách à? Không hơi nách à? Không hơi nách à? Không bị hơi nách à? Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Sao mà em kỹ hay sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Em không có bậy anh ơi. Trời ơi chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn cao một chút. Khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m70 rồi. Được. Dạ được. Không để râu. Không để râu? Dạ. Ủa để râu có mắc mới gì không? Dạ tại hiện tại ba em đang để râu á. Em nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng là tuổi cả ba luôn. Trời ơi, thiệt tình luôn. Không, cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính dạ. Rõ ràng hả? Dạ. Thế em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng, em men nè. Men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có dạ, nhà với Bình Phước à. Có nhà riêng dạ. Luôn? Dạ không, nhà chung với bà mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa em sẽ về quê, sống ở quê luôn. Ở bên Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá, nhưng mà chắc là nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại. Cũng có món quà tặng em à? Dạ em cảm ơn anh ạ. À. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hộp, ông Nam đứng sát bên. Sát bên. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mẫu. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Trời đất ơi. Nâng niu hả? Sao? Dép này giống dép lấy của tôi quá vậy? Dạ em. Dạ. Dạ anh Linh nhiều dạ, dép em lắm. Em là fan hâm mộ của anh Linh à. À dạ. Dạ, em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép tổ ong á. Nên em ồ vậy hay đó em, dép hay đó em.
thử đi. Nếu gì giày dép hồng hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong đặc dạ. biệt độc lạ dạ, dạ, đó. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em đó chứ. Quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ độc, còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha. Dạ. Rồi hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không. Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái dễ thương lắm. Thôi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là... có được ạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền, với lại ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì không? Không, anh thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm. Cảm ơn anh về món quà. Dạ, hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. À. Dạ, em xin được hát một bài ạ. À. Dạ, hát một khúc thôi ạ. À. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn ạ. Mong mọi người thích ạ. Hay quá. Anh trai. Thôi giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Em gì đó, giả giọng hả, Châu Thanh Trì hả? Dạ. Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng hay nào. Dạ, tiểu muội có bằng lòng bềm phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2 tờ 500 ta coi như 1.000 thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách. Chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Ám ảnh cái vụ đó lắm hả? Đó gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc dạ. có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Thôi vô chuyện tình yêu đi kìa. Dạ, dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn, anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Dạ. Rất nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng, rồi chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình. Vấn đề còn lại là bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương. Thì mình cho nhau một cơ hội cho em nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nút bấm đâu? Bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu cũng khó lắm á. Yeah. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Mẹ. Tay nhau nào.